Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm hồng sâm củ khô hộp thiếc loại 150g đến từ Hàn Quốc à, Thưa bạn, hồng sâm thì vốn đã được biết đến là một trong những loại dược liệu vô cùng tốt với sức khỏe của con người trong hồng sâm thì có chứa lượng ginzenozid hay là saponin cao có khả năng là phòng chống ung thư cũng như là tăng cường sức khỏe giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại được nhiều căn bệnh nguy hiểm với việc những công dụng như vậy của hồng sâm mang lại thì hồng sâm đang được chế biến thành nhiều dạng khác nhau chẳng hạn như là dạng cao dạng nước dạng tầm mật ong dạng tươi hay thậm chí là dạng khô và hồng sâm củ khô là một trong những sản phẩm được rất nhiều người lựa chọn sử dụng hiện nay. bởi vì hồng sâm củ khô thì vừa đảm bảo được những dưỡng chất trong nó vẫn được giữ nguyên và thậm chí là khi chúng ta sử dụng thì để được khá là lâu. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những công dụng mà dòng sản phẩm hồng sâm củ khô loại 150g này mang lại. Ở hồng sâm củ khô hộp thiết loại 150g này thì có chứa nhiều ginsenoside hay là saponin có tác dụng với nhiều người khác nhau đối với người bình thường nếu như khi chúng ta sử dụng thì hồng sâm củ khô sẽ có tác dụng là tăng cường thể trạng sức khỏe đồng thời tăng cường hệ miễn dịch cũng như khiến cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn phòng chống được nhiều căn bệnh nguy hiểm hay là những căn bệnh vặt do hệ đề kháng yếu. À, đối với người bình thường khi chúng ta sử dụng sản phẩm hồng sâm củ khô này nó sẽ có tác dụng là giảm thiểu căng thẳng mệt mỏi cũng như áp lực stress và khiến cho thần kinh của chúng ta được thoải mái hơn. Thứ hai, đối với những người bị bệnh đường ruột thay dạ dày thì hồng sâm củ khô này nó sẽ có tác dụng là điều hòa hệ tiêu hóa của chúng ta, đồng thời là khiến cho hệ tiêu hóa của chúng ta hấp thu được thức ăn tốt hơn cũng như là khiến cho hệ tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Còn đối với những người mà mắc bệnh về tim mạch thì hồng sâm củ khô này còn có khả năng là khiến cho sức khỏe tim mạch của chúng ta khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, hồng sâm củ khô còn giúp chống lại sự kết dính của tiểu cầu, giúp lưu thông mạch máu và từ đó thì giảm nguy cơ mắc các bệnh tai biến tim mạch hay sơ vữa mạch. Đối với những người bị huyết áp cao hay là huyết áp không ổn định thì hồng sâm nó còn có tác dụng là giúp chúng ta điều hòa huyết áp, đồng thời là khiến cho huyết áp của chúng ta luôn giữ ở mức ổn định hay đối với những người đang trong quá trình điều trị ung thư hay đang trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường thì hồng sâm này có khả năng là phân giải cholesterol đồng thời là cân bằng đường huyết trong cơ thể của chúng ta. Mọi người thì thường hỏi kiều anh rằng là nếu như sản phẩm nước hồng sâm hay là sản phẩm cao hồng sâm thì có thể chúng ta là uống trực tiếp hay pha uống. Vậy thì với dòng sản phẩm hồng sâm củ khô này thì nên sử dụng như thế nào? Thì kiều anh cũng xin được giải thích rằng với dòng sản phẩm hồng sâm củ khô này chúng ta sẽ có nhiều cách sử dụng khác nhau đầu tiên đó chính là với hồng sông củ khô này chúng ta có thể hấp cách thủy rồi sau đó thái lát ra và tẩm với mật ong ngậm trực tiếp trong miệng ở à đây là một trong những cách phổ biến được rất nhiều người sử dụng cách thứ hai đó chính là các bạn có thể là pha trà sâm bằng cách là thái lát mỏng rồi sau đó sắc thành trà để uống à cách thứ ba đó chính là các bạn có thể là hầm với gà hoặc là chúng ta nấu cháo để có thể là bồi bổ sức khỏe cũng như là ăn ngon miệng hơn và cách thứ tư đó chính là các bạn có thể là sử dụng xay thành bột sau đó pha uống trực tiếp Ồ, hoặc là các bạn cũng có thể là uh, sử dụng hồng sâm này để ngâm rượu hoặc là ngâm mật ong uh, thực ra thì uh, trên thực tế thì với hồng sâm khô chúng ta có khá là nhiều cách chế biến khác nhau và hy vọng với một số cách mà kiều anh đưa ra trên đây thì các bạn sẽ tham khảo và sử dụng chúng hàng ngày để có thể tận dụng được hết những công dụng mà sản phẩm hồng sâm khô này mang lại. À, và để mua được dòng sản phẩm chất lượng uy tín thì các bạn có thể tham khảo sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h bằng cách gọi điện tới hotline đó chính là 0904 363 985 hoặc 0904 -886 428 để được tư vấn miễn phí. Phương thức thứ hai các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm hồng sâm củ khô 150g này. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm hồng sâm củ khô hộp thiếc đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.